thì dưới phân khúc 50 triệu cho một cái dòng sản phẩm máy pha cà phê mới, Casadio là số 1. Hello, xin chào tất cả mọi người. Ngày hôm nay chúng ta lại gặp nhau rồi. Lại là Tuấn Toha, chuyên gia máy pha cà phê. Có một cái điều rất đặc biệt là khi mà Tuấn hỏi tất cả mọi khách hàng, đó là chị đang có nhu cầu như thế nào. Chị muốn mua cái máy pha cà phê Casadio. Nhưng tại sao các bạn, sau khi bạn coi cái live stream này, hãy gọi cho Tuấn biết là cái máy mà bạn đang quan tâm, bạn đang muốn mua. Tuấn sẽ làm review. Và ngày hôm nay Tuấn sẽ review con máy pha cà phê Casadio. Tại sao lý do chúng ta lại lựa chọn Casadio rất chi là nhiều tại thị trường Việt Nam. Các bạn luôn luôn hỏi Tuấn rằng là, các khách hàng luôn hỏi Tuấn tại sao chị, khi mà chị mua máy pha cà phê, chị muốn mua máy gì, chị muốn mua Casa, vì sao chị muốn mua Casa. Mọi người đều không thể trả lời được Tuấn. Thì ngày hôm nay với cái video clip này, bằng việc các bạn chỉ coi video này trong khoảng tầm 5 phút, bạn sẽ chắc chắn hiểu mình tại sao lại lựa chọn Casadio và tại sao Casadio lại đang là một trong những cái sản phẩm vô cùng hot ở trên thị trường và với phân khúc dưới 50 triệu cho một combo cà phê máy Casadio. Thì cách đây khoảng tầm 4 năm, khi mà Casadio được bùng cháy và bắt đầu bùng cháy ở thị trường Việt Nam, chia sẻ với mọi người là giá của máy pha cà phê Casadio của 75 trước là 69 triệu, không bao gồm máy xay và công cụ dụng cụ. Giá của 75 trước đó là 69 triệu. Ai đã từng sử dụng cái dòng máy pha cà phê Casadio UNDC đằng sau Tuấn, lưng Tuấn đây, mọi người sẽ thường thường được biết một cái dòng máy pha cà phê cũng là Casadio thôi. Nhưng nó là đời trước của dòng này, đó chính là Casadio DSC. Với dòng cà phê, máy pha cà phê Casadio DSC, nó đã đánh dấu và làm lên thương hiệu Casa trong lòng tiêu dùng của người Việt Nam. Casadio DSC cách đây 7 năm giá 69 triệu. Casadio UNDC 2021 giá 50 triệu. Tại sao có một cái khoảng cách lớn như vậy? Vì ngày hôm nay có một cái, đó chính là việc cải tiến về số lượng cũng như khả năng cung cấp ra thị trường. Casadio đã được bán ra với một cái sự cạnh tranh vô cùng khốc liệt của các nhà cung cấp, các supplier. Thì dưới phân khúc 50 triệu cho một cái dòng sản phẩm máy pha cà phê mới, Casadio là số 1. Lý do đầu tiên, Casadio là một cái thương hiệu vô cùng lớn của tập đoàn Grupo Simbali. Lý do thứ hai, boiler của nó 5 lít sẽ giúp cho bạn ổn định cái việc pha chế cà phê. Lý do thứ ba, bơm Casadio là bơm lớn 160W. Lý do thứ tư, Casadio là dòng máy vô cùng dễ dàng sử dụng và dễ dàng sửa xử lý. Nó sẽ bao gồm một vòi steam, một vòi nước sôi và một heat loop. Với một cái điều nữa, đó chính là cái tính năng và cái sử dụng của nó vô cùng dễ dàng bởi bàn phím lồi. Và có một cái điểm đặc biệt của Casadio, đó chính là hệ thống bàn phím của nó. Nó đã được cải tiến rất nhiều so với dòng máy pha cà phê DSC. Và chúng ta quan tâm đến điều cuối cùng, đó chính là đơn vị cung cấp. Bạn hãy tìm một đơn vị cung cấp uy tín để đảm bảo cho bạn có một cái sản phẩm máy pha cà phê Casadio hoàn toàn chuyên nghiệp cho bạn. Và có một cái Tuấn xin chia sẻ với mọi người nhược điểm của dòng máy pha cà phê Casadio, đó chính là cái hệ thống bo của máy pha cà phê Casadio rất dễ dàng. Và đây là một cái đặc trưng của tất cả đa phần các cái dòng sản phẩm được cung cấp bởi tập đoàn Grupo Simbali cho dòng phân khúc giá rẻ. Đó chính là những cái thương hiệu dùng chung cái bo pha của Casadio, đó là Feima E98, La Simbali M27, Casadio UNDC và DSC. Đó chính là cái việc mà nó rất hay bị cái vấn đề là lỗi nước, lỗi của bộ đếm nước và lỗi không cung cấp, lỗi là cung cấp tràn nước boiler. Đấy là những cái lỗi vô cùng nhiều của dòng máy Casadio. Và lỗi main board, đó là một cái nhược điểm vô cùng lớn của dòng máy Casadio. Đó là một điểm trừ duy nhất trong phân khúc và thương hiệu của Casadio. Hãy mua Casadio nếu bạn đang phân vân một cái dòng máy pha cà phê dưới 50 triệu. Casadio là lựa chọn số 1 cho dòng sản phẩm máy mới. Nếu bạn đang quan tâm đến một cái sản phẩm của ý chất lượng cao, Casadio, hãy lựa chọn nó. Ok. Và trong video này Tuấn chỉ nói đến một cái điều, đó chính là các thông số kỹ thuật. Các thông số kỹ thuật, các cái về thị trường sử dụng. Và chúng ta không bàn với nhau về những cái việc cà phê ngon hay không ngon. Vì ngon hay không ngon đó là khẩu vị của bạn. Và chia sẻ với mọi người, khi mà mọi người mua Casadio
thì hãy inbox với Tuấn. Tuấn sẽ chia sẻ những cái bí kíp tạo ra những gu cà phê. Nếu bạn đang quan tâm gu cà phê, hãy comment xuống bên dưới gu cà phê đậm. Tuấn sẽ hướng dẫn mọi người tạo ra gu cà phê đậm bởi con máy Casario này. Và tất cả inbox của bạn sẽ được Tuấn chia sẻ trong những livestream sắp tới. Xin cảm ơn và xin chào tất cả mọi người.